Vâng, xin chào mừng các anh chị và các bạn tiếp tục quay trở lại với series video khóa học xây dựng và phát triển thương hiệu trên Internet. Thương hiệu cá nhân sẽ giúp cho các anh chị và các bạn có thể có nhiều cái cơ hội thuận lợi trong quá trình kinh doanh, phát triển thương hiệu và bán hàng và kiếm tiền cho mình. Và bài học này là một bài học tôi sẽ chia sẻ về các cái KPI để đánh giá về việc là liệu rằng chúng ta đã xây dựng được thương hiệu hay chưa, ở mức độ nào. Thì khi nói về thương hiệu, người ta sẽ nói về mức độ bao phủ của thương hiệu, mức độ nhận biết của thương hiệu, đúng không ạ? Thí dụ như là chúng ta đều biết có thương hiệu Coca-Cola là bán nước ngọt đóng lon, đúng không ạ? Chúng ta đều biết có Heineken là bia, chúng ta đều biết là có Thế Giới Di Động là bán điện thoại, bán các cái trang thiết bị về công nghệ. Chúng ta đều có thể biết là Nokia hay là iPhone là những cái thương hiệu về điện thoại. Thế nhưng mà chúng ta có thể không biết một cái thương hiệu ABC hay XYZ gì đấy trong một cái lĩnh vực về sản xuất thủy sản hay là sản xuất về mặt nông sản. Chúng ta rất có thể không biết, hoặc là một cái thương hiệu thời trang nào đấy, một cái thương hiệu mỹ phẩm nào đấy, cái mức độ phổ biến của nó chưa đủ lớn. Thế thì đối với nhân hiệu cũng như vậy. Các bạn có biết anh Phan Anh không? Có người biết, có người không. Các bạn có biết anh A hay không? Có người biết, người không. Thế nhưng mà các bạn có biết đến cầu thủ bóng đá như là Quang Hải hay không? Ở Việt Nam thì có lẽ là tất cả chúng ta đều biết, bởi vì chúng ta đều là những người hâm mộ hoặc là yêu mến đội tuyển Việt Nam, yêu mến đội bóng của chúng ta, đúng không ạ? Chúng ta biết cầu thủ đó. Thế thì rõ ràng là về mặt thương hiệu thì cầu thủ đó có nhân hiệu hơn chúng ta rất nhiều. Để tôi chỉ lấy một cái thí dụ để so sánh, bởi vì chúng ta không phải là cầu thủ bóng đá, và chúng ta cũng không phải là ngôi sao showbiz hay là trong cái lĩnh vực giải trí gì đó, Hollywood hay phim ảnh gì đó, đúng không ạ? Thì một cái tiêu chí thông thường để chúng ta có thể đánh giá được là chúng ta đã tạm xây dựng thương hiệu xong chưa, thì chúng ta sẽ dựa trên cái gì? Đầu tiên là chúng ta sẽ xem là cái hệ sinh thái, cái công cụ phát triển của chúng ta là đã đầy đủ hay chưa. Như tôi đã nói, chúng ta cần có website, cần có Facebook cá nhân, group, fanpage, đúng không ạ? Instagram, Zalo, YouTube, vân vân. Có thể là cần một hay cần nhiều cái nền tảng như vậy. Chúng ta không có công thức rằng là chúng ta sẽ cần 2 hay cần 3, cần 4 thì là đủ. Và tùy thuộc vào cái năng lực của chúng ta. Nếu chúng ta mà phát triển trên nhiều nền tảng và nền tảng nào cũng tốt thì rất là ok. Thế còn chúng ta cũng chỉ phát triển một nền tảng thôi, nhưng mà nền tảng đấy của chúng ta có hàng trăm triệu lượt theo dõi. Giống như là ở bên Mỹ thì người ta dùng Twitter và dùng Instagram nhiều, còn ở Việt Nam thì người ta dùng Facebook, YouTube và Zalo nhiều. Đấy. Thế thì vấn đề chúng ta xây dựng thương hiệu tại Việt Nam thì chắc chắn là chúng ta sẽ không thể bỏ qua mạng xã hội Facebook, rồi thì Zalo, rồi thì YouTube, và một phần nữa đấy là website. Vậy thì cái KPI để chúng ta đo lường rằng là chúng ta có thương hiệu hay là chúng ta chưa có thương hiệu là như thế nào? Thế thì ở đây tôi nghĩ rằng thứ nhất là chúng ta phải chia từng cái công cụ ra. Ví dụ như Facebook cá nhân thì chúng ta phải đánh giá là chúng ta có bao nhiêu bạn, chúng ta có bao nhiêu lượt theo dõi, đúng không ạ? Chúng ta có bao nhiêu lượt like trên fanpage, chúng ta đăng bài lên là có bao nhiêu like, chúng ta sẽ đo lường có bao nhiêu comment, và bài của chúng ta sẽ thu được bao nhiêu share. Đó, thì đấy là một số những cái tiêu chí. Thế cái tiêu chí này càng lớn thì chúng ta thấy rằng là mức độ phổ biến của chúng ta càng lớn. Thí dụ một người mà có 20.000 theo dõi thì sẽ không thể nào bằng một người có 100.000 theo dõi được, hay thậm chí là có 200.000, hoặc thậm chí là 1 triệu, đúng không ạ? Tất nhiên tôi đang nói về số lượng, tôi chưa nói về chất lượng, bởi vì rất có thể là cái chất lượng theo dõi của bạn, bạn được 100.000 nhưng mà bạn không thể uy tín bằng người có 20.000, bởi vì cái chất lượng, cái uy tín người ta đem lại cho xã hội rất là nhiều. Thì đấy, thì chúng ta đo về mặt số lượng trước. Rồi thì ví dụ website thì chúng ta có bao nhiêu lượt truy cập trong ngày, bao nhiêu lượt truy cập trong tuần, trong tháng. Thí dụ như là website của tôi là có 150.000 lượt truy cập trong một tháng bình quân. Tháng thấp điểm thì có thể thấp hơn, nhưng mà như thế tôi đánh giá là mình có thương hiệu, bởi vì người ta vào trang PA Marketing mà người ta đều biết là anh Phan Anh viết cái bài viết này rất là tốt, đúng không ạ? Rồi thì mỗi một lần người ta vào bao lâu, thời gian truy cập như thế nào, rồi thì người ta có mua hàng hay không, người ta có để lại feedback, người ta có để lại thông tin phản hồi hay không, thì trên đó thể hiện rằng là cái uy tín, mức độ thương hiệu của chúng ta tốt như thế nào, đúng không ạ? Kênh YouTube của chúng ta để có bao nhiêu lượt sắc, có bao nhiêu lượt view, tổng thời lượng, rồi thì có bao nhiêu lượt view hàng tuần, hàng tháng, rồi thì cái thời gian mà người ta xem trung bình là bao nhiêu phút. Thí dụ như kênh YouTube của tôi hiện nay có khoảng 1 triệu view sau 2 năm. Thì cũng không phải là lớn, nhưng mà kênh của tôi là kênh khoa học, kênh tri thức, chứ không phải là kênh giải trí. Nếu kênh giải trí thì một cái video họ có thể đã có hàng triệu lượt xem rồi.
mình không thể so sánh như thế được, đúng không? Video tôi làm là toàn về giáo dục, về marketing, về kinh doanh, về bán hàng. Thì như vậy, với 1 triệu lượt view thì tôi nghĩ cũng là chấp nhận được. Tất nhiên tôi sẽ mong muốn có 2 triệu, 5 triệu, đúng không ạ? Ví dụ như vậy, bởi vì chúng ta sẽ càng ngày càng phải phát triển. Thương hiệu của chúng ta ngày càng phải bay xa hơn nữa. Thế rồi thì chúng ta sẽ có là thời gian xem là bao nhiêu phút. Thế rồi thì chúng ta cũng sẽ có là thời gian xem bình quân là bao nhiêu phút, làm nào để tăng, đúng không ạ? Và họ sẽ chuyển đổi thành người mua như thế nào. Chúng ta cũng để ý hàng ngày chúng ta nhận được bao nhiêu comment trên YouTube, comment trên Facebook, comment trên Zalo. Và các comment đấy là số lượng và cái phản hồi, họ phản hồi tốt hay họ phản hồi xấu. Xấu thì chúng ta sửa, tốt thì chúng ta tiếp tục phát huy, hoặc là chúng ta làm cho khác biệt lên, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ đánh giá về mặt số lượng và cũng như mặt chất lượng. Thì tôi nghĩ rằng mà với một cái Facebook cá nhân mà các bạn có khoảng 5.000 bạn, 10.000 theo dõi, tôi nghĩ là ok. Tần suất đăng bài các bạn đăng một ngày khoảng 2-3 bài trên Facebook cá nhân. Website thì các bạn có khoảng độ 50.000 truy cập một tháng thì tôi nghĩ là tương đối là ổn. Còn nhiều hơn thì rất là tốt, đúng không ạ? Và tiếp theo đấy là cái kênh Zalo thì các bạn có tối đa là 2.000 bạn. Và mỗi một lần bạn đăng thì có thể nhận được từ vài chục đến cả trăm lượt thả tim. Thế còn kênh Instagram thì các bạn cũng có thể có vài nghìn lượt theo dõi. Và mỗi một lần đăng bạn cũng có thể nhận được vài chục đến vài trăm tim thì cũng là rất là tốt. Còn kênh YouTube thì tôi nghĩ rằng là với một cái bắt đầu các bạn có thể có 5.000 hoặc là 10.000 sub với một cái lượng view khoảng 500.000 view thì tôi nghĩ là ok, có thể ở mức là chúng ta bắt đầu có những cái thương hiệu nhất định. Bởi vì chúng ta càng có nhiều view thì cái mức độ phổ biến, mức độ bao phủ càng lớn và chúng ta càng trở thành một cái gọi là Facebooker hay YouTuber hay Zaloer hay là một cái seller, một cái người viết bài là rất là tốt. Bởi vì cái trang web mà các bạn mà sell tốt, các bạn mà có truy cập lớn thì đấy cũng là cái tăng thương hiệu cho mình rất là mạnh. Thì các bạn chú ý điều đấy nha. Các bạn có thể xây cho mình một cái bộ KPI riêng và các bạn nhắm, ví dụ như là bây giờ bạn bắt đầu làm thì 3 tháng KPI của mình là gì, 6 tháng KPI của mình là gì, 12 tháng KPI của mình là gì, để mình sẽ tiếp tục. Sau đó 1 năm, 2 năm, 3 năm mình sẽ tiếp tục phát triển. Đấy. Chúng ta phải đưa ra các KPI có thể đo đếm được về mặt số lượng. Như số lượng video, số lượng bài viết, số lượng đường link website, số lượng view, rồi chất lượng của nó, cái phản hồi, cái sự tích cực và sự chuyển đổi thành người mua như thế nào. Thì đấy là một cái mà tôi nghĩ rất là tuyệt vời, các bạn nên suy nghĩ nha. Và các bạn hãy xây dựng cho mình các KPI. Hãy nhớ rằng là mỗi một người sẽ có một KPI khác nhau, không thể nào đánh đồng được. Bởi vì tôi sẽ khác với một ngôi sao showbiz, đúng không ạ? Tiêu chí của người ta sẽ cao hơn rất nhiều. Hay là MC của đài truyền hình, họ sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận với khán giả hơn rất nhiều. Đấy, hoặc là các ca sĩ hay là những cái ngôi sao ở trên mạng. Chúng ta là những người hết sức bình thường, những người bán hàng online, doanh nhân, chính trị gia, chủ doanh nghiệp, chủ cửa hàng, cửa hiệu, những người bán hàng, những người khởi nghiệp. Thế thì chúng ta bắt buộc phải làm theo cái phương thức là rất là bình thường, rất là đơn giản mà chúng ta thường xuyên cập nhật liên tục. Đấy, và chúng ta phải có KPI cho mình. Thế thì cái cách làm như thế nào thì trong các video bài học tiếp theo tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với anh chị và các bạn. Ok, xin chúc các anh chị và các bạn thành công và xây dựng cho mình một cái hệ thống các cái chỉ số KPI để đo lường và đánh giá mức độ hiệu quả của thương hiệu cá nhân. Và sau này nó cũng sẽ là mức độ chuyển đổi về mặt doanh số cho các anh chị và các bạn. Tôi tin chắc điều đấy, hãy yên tâm. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.